Chà xong cơ rộp chùm đẹp xuống, bà ơn bình mật đã nội dung tạm đàn bò đồ miến nâng chùm lại đăng xem xanh tạm xung cung YouTube tình ạc nìa. Chà thằng này phong đá, khi mừng lạc dọc bò đồ miến mối mọc chùm đẹp chùn tạc anh bông bà ơn tình ạc nìa bàn chùm đẹp phong đá. Chà kì mình thêm lòng chân thà mình cố ở chứa sọ. Bất chìa về đẹp bò rò bật mèn, sát xoay mùi cơ bèl. Chà bàn chọc xài phương sơ tài nâng xlạp. Tại xâm nàng nè, bàn xoay mùi tiết mọc chùi tuần. Chà, chẳng muốn nâng cho tất đo khlâm xa này bỏ đồ miễn, chà xong bóng bóng cũng phải cho chút subscribe nè mùi dân nữa nè. Chà đâm bây tựa tụi bàn bỏ đồ miễn thầm mấy chìa riêng rồi thường ngày vì chân này lên kinh nhóm phong đài. Chà, chẳng đâm bây cũng ai khát bởi vì dữ, chà chẳng đừng thè. Chà, rừng rai dân nè, chà xong tạm đàn cho mùi lên kinh nhóm tặng ạc nìa. Chà, sát xoay mình chỉ đàn bỏ phết nè, bố viê chìa bỏ phết sát mà chàng đã chè chùi kinh nghiệp. Nơi bê đàm mi một bà bò chỉ mỗi nâng bộ vỉa với miền riêng cài nâng đai chương sẽ điên nâng mạng nụ đài. Bộ vỉa ta anh ta luôn nơi nâng vừa đồng nào chỉ mỗi cọng, chả chỉ cọng chỉ mỗi khỉa. Lạc nông video này sát xoay mỗi các bé là bàn chọc xài phần sử dụng tài nâng sạp. Tại xâm nàng này bàn xoay mỗi tiết mọc chuối tuần. Chả hát ca này bàn cạt lăng nâng sát thân này rụt phần mỗi cân lái nâng nông vỉa tiền điệp. Tạm bập hộp bò đồ miến bàn ạch đăng thè xoa một cái bàn nút. Bàn chọc xài phương đàn mưu tờ tờ tài nâng xlạp tờ hời. Tại bàn xoa một tiết. Chà bàn chùi tuần đòi chùi thừa cho lần nà riêng cái nâng ân ruôn. Đôi chìa mà nụp phóng đài rì ai mà nụp vĩnh. Bàn trâm ta cho mưu tài bọn nọ. Chà chẳng tốt nà vị tổ tượng ạc nế. Now this little monkey is what you call a hero. Yeah, a monkey saved the life of another monkey who fell unconscious after being electrocuted in India's northern city of Kanpur. The monkey was electrocuted while walking on high tension wires in the city's railway station. The monkey fell down on the tracks and lost consciousness. While the other monkey came to the rescue, he tried to revive him by hitting, biting, and tipping him in water. After more than 20 minutes, the electrocuted monkey showed signs of life and started to move. A crowd then gathered at the railway platform to take pictures and videos of the heroic acts. Chà, khánh thật xoa một cái bàn đi chè mình tên bằng bà ôn chà. Chà, chẳng chẳng phố bà đồ mình đi đài cơ mình tài bằng nắng chà sông ở con sẵn rạp ca tạm đà bà bụng mày bằng bà ôn phạm đài chà.